Dạo gần đây thì Châu cũng thấy rất là vui khi mà thấy được mọi người bắt đầu quan tâm tới môi trường nhiều hơn, đặc biệt là phong trào dọn rác đã được giới trẻ trên thế giới cũng như là Việt Nam mình hưởng ứng rất là mạnh mẽ và tích cực. Tuy nhiên là khi mà nhìn thấy những hình ảnh các bạn chia sẻ, phần lớn là trong cái phần rác đó là túi ni lông này, là chai nhựa này, là áo mưa dùng một lần, và tất cả đều là nhựa và mất hàng trăm năm cũng như là hàng nghìn năm nó mới có thể phân hủy được. Vậy chẳng phải là nếu như không có những người dọn rác thì đống rác thải về nhựa đó sẽ tồn tại đến hàng thế kỷ sao? Và bản thân Châu thì cũng giống như các bạn thôi, cũng đặt ra cho mình một câu hỏi là vậy làm thế nào để giảm thiểu nhựa khi mà nó đã trở nên quá quen thuộc và thuận tiện cho cuộc sống của chúng ta. Nhưng mà cái gì thì cũng phải có những lần đầu tiên, và hãy bắt đầu bằng những cái điều nhỏ nhất. Vậy điều đó là gì? Hãy để Châu mách cho bạn những tips sau đây nhé. Đầu tiên là khi đi chợ hay đi shopping thì ở đâu cũng vậy thôi, là sử dụng rất là nhiều những cái túi ni lông thế này, vừa mất vệ sinh lại còn rất là xấu xí nữa. Để có một cái túi vải cho riêng mình rất là dễ thôi, bạn chỉ cần một cái áo phông cũ cắt rồi may rất là đơn giản, khoảng tầm 10 phút là mình đã có một cái túi vải màu sắc riêng của mình. Và làm thế nào chi tiết hơn thì chúng mình sẽ hẹn nhau ở một workshop của Châu nhé. Nhưng mà không biết là có ai mong chờ không, nếu mà mong chờ thì comment ngay ở bên dưới để đi cùng Châu để xem cách làm một chiếc túi vải như thế nào. Còn nếu như bạn không muốn may, bạn có thể mua những chiếc túi vải, và Châu thì có một chiếc túi vải to cực kỳ thế này để đi chợ hay là đi mua quần áo thì thả luôn vào đây, không phải nhiều túi ni lông trên người rất là xấu nữa. Vậy thì có gì để các bạn không có một chiếc túi vải cho riêng mình cơ chứ? Nếu như mọi người hỏi Châu là nếu mà khi đi chợ mà những cái đồ như kiểu thịt hay là rau ướt thì mình để vào đâu nếu mà không phải túi ni lông, thì đây chính là giải pháp. Đây là một cái giấy, nó là giấy và trên nó tráo một cái lớp gọi là lớp nến mỏng á, thì sẽ không thấm nước, và chúng mình có thể cho thịt vào đây. Sao con ít khoai tây mà con không để túi ni lông đâu ạ, con cho vào đây đi con. Thế à? Vâng, lấy vào đây, sẽ nhặt vào đây. Vâng, để đây. Có bao nhiêu cô phương thịt con? Con này có 5.000. Túi ni lông vẫn là túi vải rồi. Em bảo vệ môi trường ạ. Đấy. Hai bà có mình thế. Dạ. À vâng. Đây rồi. Và đây chính là cái quả củ khoai tây của Châu. Nếu mà cho vào túi vải không thì sẽ hơi bẩn một chút, thì mình sẽ có thể bọc vào cái giấy nến này. Khi mà đi mua thịt hay là mua những cái khoai tây cho nguồn hay những rau, bạn hãy quấn vào cái giấy như thế này. Sau đó bạn chỉ cần cho vào túi vải của mình về nhà, cho thẳng vào tủ lạnh là vừa bảo quản là vừa sạch sẽ. Và tất nhiên là đi học thì ai cũng phải có những lúc đi picnic này, đi dã ngoại này, hay là đi chơi với bạn bè. Và Châu cũng thế thôi, ở nhà thì rất là hay rủ mọi người lên nhà ăn lẩu. Mà thường thì không thích rửa bát, cho nên là sẽ mua, ngày xưa là sẽ mua những cái đĩa nhựa hay bát nhựa hay cốc nhựa như thế này, từ một lần cũng vứt đi. Nhưng bây giờ mình sẽ không dùng nó nữa, mình sẽ chuyển sang là bát, đĩa, đấy. Giá thành vẫn như vậy, lại bảo vệ môi trường, các bạn cũng hay như vậy nhá. Và lần này thì mua salad thì các quán salad cũng đã bắt đầu là chuyển sang là sử dụng bằng dao, đĩa với cả thìa bằng gỗ, rất bảo vệ môi trường và rất là xinh nữa, trông văn minh. Cái này vừa ăn xong nên hơi bẩn. Đấy, các bạn nên làm như vậy. Và các bạn biết không, số lượng ống hút nhựa mà người Mỹ sử dụng trong một năm có thể đủ để xếp vòng quanh trái đất. Và một cái ống hút nhựa này mất 10 đến 500 năm để có thể phân hủy nó. Cho nên là cái việc mà thay đổi ống hút nhựa sang những loại ống hút khác khá là dễ dàng để mọi người thực hiện luôn và rất có ý nghĩa nữa. Hiện nay thì có những loại ống hút sau. Đầu tiên là ống hút giấy, là Châu thấy các quán cà phê là hay sử dụng nhất. Ưu điểm của nó là khá là thuận tiện này, rẻ này, nếu mà có vứt nhầm thì không sao này. Nhưng mà lại khi mà uống nước thì lại dễ bị nát và hơi nhũn nhũn ra trong miệng. Đấy là một cái nhược điểm nhỏ của ống hút giấy. Tiếp theo là về ống hút tre hoặc là ống hút gỗ thì rất là thuận tiện để mọi người uống trà sữa đây này. Vì rất là nhiều người hỏi để uống trà sữa uống bằng cái gì khi mà không hút được chân Châu lên, thì
thì đây là lựa chọn cho các bạn. Một cái ống hút mà Châu thích nhất đó là ống hút inox hoặc là ống hút thủy tinh, ống hút sắt cũng được. Nó có một cái que như thế này để chúng ta có thể rửa sạch sẽ ở trong để Châu uống cà phê hoặc là trà và rất là bền nữa, nhưng mà cũng hay bị vứt nhầm lắm đấy, nên là hãy cẩn thận. Và ngoài ống hút nhựa thì chúng mình còn sử dụng cốc nhựa rất là nhiều nữa. Làm thế nào đây khi mà quán cà phê nào cũng như là quán trà sữa thì đều sử dụng những cốc nhựa thế này? Rất là khó để các hãng cũng như là các quán thay một cốc nhựa bằng cốc khác vì giá thành cũng như là sự thuận tiện của nó. Vậy thì mình có thể mang cốc riêng của mình đi. Đây, Châu có một chiếc cốc inox thế này, giữ nhiệt và rất là xinh nữa. Đến hàng trà sữa hay quán cà phê thì Châu chỉ nói là cho em và cốc riêng của em, rồi mình mang đi học hay là mình mang đi phòng học, mình mang đi làm thì Châu rất là lịch sự và còn bảo vệ môi trường nữa. Tiếp theo là để uống nước lọc thì Châu có một cái bình riêng để nước, để mình có thể lúc nào mà hết nước mình lại có thể rót thêm nước vào trong và mình cất đi, rất là bảo vệ môi trường và không phải vứt đi quá nhiều chai nhựa. Rồi, để giữ nhiệt nhiều hơn và cho nước nóng cũng như là trà nóng buổi sáng mà Châu đi làm thì Châu sẽ cho vào một cái bình giữ nhiệt thế này bằng gỗ inox. Em muốn mang về và em có thể dùng bằng cá nhân của em được không ạ? Chị dùng bình cá nhân là chị sẽ được giảm 10% em có chương trình. Vậy là mua bằng bình cá nhân là mình được giảm 10%. Vậy tại sao mình không mua phải không ạ? Ok, để cho em một cốc trà gì đấy không bằng trà hoa quả. Cái này thì trà hoa quả đi sang bên nào cho em đeo rồi. Ok, cho em cái đấy đi, cá chân không được nữa. Một việc nữa đó là xung quanh việc mà chúng ta đi mua đồ ăn ở ngoài hàng. Và ở các hàng quán thì thường chúng ta mua sẽ cho vào những hộp xốp này đúng không? Đây cũng chính là nhựa các bạn ạ, và rất mất vệ sinh nữa. Đặc biệt là ngày xưa khi mà mua phở ấy, là Châu thấy là ở quán phở hay cho nước vào một cái hộp nhựa, sau đó thì bánh phở sẽ cho vào một cái túi ni lông. Điều đấy cực kỳ mất vệ sinh, không sạch một chút nào. Và chúng ta lại quên đi một cái cặp lồng thần thánh của ông bà ta, trong khi trong đó là đựng được rất nhiều ngăn. Một ngăn thì đựng nước này, ngăn thì đựng được đồ khô này, giữ nhiệt, vệ sinh, sạch sẽ. Nên là hãy sử dụng cặp lồng thần thánh của ông bà ta nhé. Một điều nữa cần với gia đình chúng ta hơn đó chính là sau mỗi bữa ăn thì bố mẹ thường bảo chúng ta là hãy cất đồ ăn thừa đi, thì chúng mình sẽ lấy những cái food wrap hoặc là cho đồ ăn thừa vào những cái túi ni lông thế này và phong vào tủ lạnh. Điều đó thì chúng ta không nên nữa. Chúng ta có thể sử dụng những cái hộp nhựa sử dụng nhiều lần như vậy, và nếu mà các bạn có thể sử dụng được cả hộp thủy tinh thì càng tốt, nhưng mà giá thành sẽ cao hơn một chút. Sử dụng cái hộp như thế này thì không chỉ là bảo vệ môi trường mà còn giúp cho tủ lạnh của chúng ta đẹp hơn, đồ ăn được bảo quản lâu hơn, không bị ám mùi vào nhau và rất tốt. Và không biết là mỗi lần mà đi bơi hay đi tập hay là đi du lịch, mọi người có mua những cái dây gói dầu gội hay là sữa tắm này không? Chứ mà ở phòng tập của Châu là mỗi lần mà tắm xong là thấy mọi người tràn lan những cái gói thế này vứt ở đó, rất là mất vệ sinh. Vậy chúng mình có thể thay thế bằng việc là chúng mình sẽ chiết dầu gội và dầu tắm ra những cái lọ như thế này, rất là dễ có ở nhà mình thôi. Nên là cái lọ sữa chua của Châu dùng hết rồi, Châu tái sử dụng lại nó để cho dầu tắm vào và chúng mình sẽ sử dụng rất là nhiều lần. Khi du lịch thì chúng mình còn thường sử dụng những cái bàn chải nhựa dùng một lần trong khách sạn nữa. Và đó là những cái bàn chải, thứ nhất là nó không vệ sinh, thứ hai là làm hại môi trường, và thứ ba là nó không tốt cho răng miệng chúng ta chút nào hết. Nên là các bạn nên sử dụng những cái bàn chải gỗ như này, vừa vệ sinh, tốt cho sức khỏe và tốt cho môi trường. Rồi, và Châu hy vọng rằng các bạn sẽ thích những cái tips Châu đã chia sẻ ở phía trên dành cho những người mới bắt đầu.
cho biết rằng là đây không phải là việc ngày 1, ngày 2 mà mình có thể làm luôn. Nhưng chỉ cần các bạn hãy tin rằng mình đang cố gắng từng bước một. Đừng cố ép buộc bản thân vì đây sẽ là một cuộc hành trình dài. Và cho biết rằng mỗi người chúng ta đều đang ở một cột mốc khác nhau trong cuộc hành trình. Giống Châu cũng vậy thôi, nhiều lúc thì Châu vẫn quên mang cái cốc cá nhân của mình đi, nên là vẫn phải dùng cốc nhựa ở ngoài hàng. Nhưng mà việc gì cũng vậy, đầu tiên là ở sự nhận thức, tiếp theo là đến sự hành động, và cuối cùng mới thành một thói quen sống của chúng ta. Châu nghĩ rằng là mỗi người sẽ có một cái quan điểm và cách bảo vệ môi trường khác nhau. Vì vậy là các bạn hãy cùng nhau mở rộng cái topic này để có thể cùng nhau thảo luận, cùng nhau chia sẻ. Cũng như là Châu có thể chưa làm tốt hết đâu, nhưng mong sẽ có những cái lời góp ý của mọi người để có thể làm tốt hơn về sau. Và các bạn cũng như vậy nhé. Và Châu cũng biết rằng một mình Châu hay là một người thì không thể tạo nên một sức ảnh hưởng lớn. Nhưng hai người, ba người, 4 người và hàng trăm người, hàng nghìn người thì sẽ tạo thành một cái cộng đồng sống xanh và less plastic. Cho nên là nếu các bạn ủng hộ Châu thì hãy giúp Châu share cái video này cũng như là subscribe kênh YouTube của Châu, cùng để lại cho Châu những comment, những góp ý của mọi người ra Châu làm những video sau về môi trường. Và cảm ơn mọi người.